quý vị đang theo dõi chương trình phát hình của Lê Đường Sài Gòn TV. Hôm nay nhận được sự bảo trợ của Magic Bank. Bên cạnh chúng tôi như thường lệ anh Donald Trần, xin mời đại Donald Trần này. Đấy, kính chào anh Hoàng Trung trị một lần nữa xin được kính chào quý vị khán thính giả. Tình hình uh, địa ốc trong tuần lễ vừa qua như thế nào thưa anh? Uh, như anh uh, Thụy biết á, là tiền lời lên thì thông thường mà khi mà tiền lời lên á, thì giá nhà nó phải xuống. Mm. Nhưng mà giá nhà nó cũng không xuống nhiều lắm, nó khựng lại và nó có cái chiều là bây giờ tại vì người ta cứ nghĩ là nhà khi ông Donald Trump làm tổng thống thì cái nhà nó sẽ lên. Bởi vì người ta nghĩ như vậy thành ra ừ. cái, 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 cái nhà giá nhà nó không xuống. Cái người bán họ trần chờ, Nó trần chờ, thành ra mà trên cái thị trường á, những người ta muốn mua nhà người ta cũng vẫn ta tiếp tục ta mua tại người ta sợ à. lên. Ừ. Thành ra nó tạo ra cái cái, cái cái hậu thế là giống như nhà không có mà bán. ví dụ vậy. Hình supply ra, and demand, and demand. Mà thường thường á supply á mà ít mà demand nhiều thì giá nhà nó phải lên. Yeah. Nhưng nó cũng chưa có lên nổi, tại vì cái tiền lời đã lên. Hmm. Bởi vậy anh ra hai cái nó cứ khững nhau, một, nó cứ giữ chân của nhau. Thành hmm. ra bây giờ cái vấn đề đã ra đó là uh, tiền lời thì nhiều người cũng ngán ừ. mà nếu mà mua cao quá thì cái payment cũng cũng sợ Đúng thành chứ. ra cái ừ. bên seller thì ngại ngùng không muốn bán tại vì muốn bán giá cao giá tốt à. mà bên buyer cũng cực tại vì sợ là nhà cái mua giá nhà cao ừ. mà payment cao thì lại cũng khổ thành ra hai bên đều cũng là nó cứ dần cưa dần cưa và vậy thành ra cái giá nhà đôi khi nó không là cái chỗ đó và anh là người đại diện thì anh sẽ có lời khuyên như thế nào với người mua cũng như người bán cái khó của anh là phải đó phải không? đúng rồi thì như thế này nếu mà tôi ừ. đại diện cho người bán á, rồi thì uh, tôi ngồi tôi sẽ phân tích ra là xem xem quý vị có muốn giữ lại hay không cái muốn nếu mà thực sự muốn giữ lại tức là không cần phải bán lắm đó tức là họ có bao nhiêu tháng để đúng mà họ rồi thì không nếu không như mà không muốn không thiết thực cần bán thì thôi cứ, cứ cứ giữ đi cứ để từ từ cứ để từ từ, từ để đúng giá thì bán vào để khi ông Donald Trump á ông lên làm tổng thống ừ. ông tuyên thệ xong xem nó mọi chuyện nó như thế nào mà ừ. nếu mà nó thấy cái, cái chiều mà nó có vẻ đi xuống thì lúc đó mình cũng phải lỗ chút chút Yeah. tại vì ngày xưa giá cao mình không bán uh -huh. thì có thể đi xuống đó là cái chuyện đó nếu mà tôi đi theo người seller. hiện là cái đó là chỉ có chờ xem thôi uh -huh. còn nếu mà là tôi người buyer thì tôi nói rằng là uh, mua cái giá cũng phải chăng chứ đừng có trả nhiều quá mà mà tiền lời uh -huh. nó đã lên rồi chiều nhiều quá thì cái tiền hàng tháng nó không chịu trả nổi thì cũng khổ thành ra cuối cùng câu trả lời advice cho người buyer là liệu mua cái giá này tiền lời như thế này có chịu được hay không có chịu được hay không yeah. tại vì khiếu mà không chịu được là sẽ mất nhà mm, đó thành ra, thành ra là chịu được tại vì mình mua xong mình đâu có bán đâu thành ra nếu yeah. nó có xuống cái chăng nữa mm. thì mình cũng không có thắc mắc tại yeah. vì đâu có bán đâu mình sợ mm -hmm. nhưng mà đừng có lỗ nhiều quá để mà nghĩa là buồn thành ra đó là advice cho cái người buyer anh thấy cái khuyên hướng hiện nay với những người Việt Nam đi mua nhà đến với Magic Co đó cái tiền họ đau có nhiều hay không để mà họ có cái khuyên hướng giữ được căn nhà lâu dài hay không dạ vâng thì thông thường đa số những cái người mà tôi đại diện thì thường thường người ta đao khoảng minimum 20% phần trăm ít nhất là 20 một số người thì đao 10% phần trăm nhưng mà có một số mà đao 3.3 chấm rưỡi thì hầu như rất là ít. Yeah. Tại vì, tại vì, tại cái sao? cái payment nó cao quá. Quá cao. Tại vì cái tiền nhà mua đã cao rồi. Yeah. Cộng thêm cái tiền lời cao nữa. Rồi yeah. cộng yeah. thêm cái mortgage insurance nữa. Thành ra nó rất là cao. Không Thành hiếp. ra cái số người yeah. mà đau như 3.3 trăm rưỡi ngày xưa là hầu như là không còn. Yeah. Họ là ít lắm. Một hai người thôi. Còn đa số tối thiểu thì phải đau mười phần 10%. Cũng mà đa lắm, số mấy người. cũng là nặng lắm. Đa số là 20%. Yeah. Thì bây giờ tôi chỉ nói cho quý vị, thông thường nếu mà mua cái nhà mà vòng gần đây cái nhất cũng phải là năm trăm mấy 600. Dạ. Yep. Thì nếu mà 600 á làm bài toán 20% đã là 120 000 rồi. Ừ. Mm. Đó. Đấy. Nhân tiện đây tôi cũng... là còn thiếu lại 480 000 đúng. Mà khi mà 480.000đ á thì quý vị sẽ bị cái gọi là hai ba lần tiền lợi lại lên chút xíu nữa. Ồ. Oh. Thành ra bắt ngày bắt đầu yeah. từ mùng 1 tháng 1 2017 Fannie Mae đã tăng cái số nó gọi là cái công phụ mình loan là bao. Hồi trước là 417.000, yeah. Thì bây giờ người ta thêm 7.000 100 nữa, tức là 424.100, vì cũng tính là 424 đi. <laughs> tức là khi mà mình làm như vậy á, tức là mình biết là cái giá nhà nó đã lên hẳn, cái loan là ma nó phải đi lên. Oh, mà nó yeah. đi lên 7.000. Còn cái hai balance ngày xưa là cháu 625.500 thì thêm 11 ngàn 150 nữa ừ. thì nó là 626 ngàn khoảng đó ừ. thì bây giờ mình cứ nghĩ là 626 ngàn 150 thì cứ nghĩ chẵn thì 626 còn cái kia là 424 như vậy thì mình mượn cái nợ đó là dưới 424 thì anh đỡ hơn vào anh? thì nó là hai ba lên tức là chính phủ còn trên cái đó là dưới này, dưới 424 là thì, thì tốt thì tốt yeah. còn thôi là hoặc là dưới 636 hoặc là dưới 636 đúng không uh -huh. Còn nếu trên cái đó thì nó không có nằm trong cái Fannie Mae nữa ừ. thì nó phải là jumbo loan. Ừ. Ừ. Đó, nhưng Lại mà tôi chỉ muốn nói rằng biết là cái giá nhà giá nhà và đắt tiền á là Fannie Mae cho tới 11 000 Trong đó cái giá nhà mà dưới 417 á Fannie ừ. cho ừ. có 7 000 Thành ra ừ. anh nhìn cái đó là anh mới biết là ừ. cái giá nhà nó cao. Wow. Với cái tình hình như vậy thì à, vẫn có người đi mua nhà, đúng. nó lạ nó, tại sao nó lạ như tại vậy? Tại vì người ta có việc làm, thì ừ. như anh biết là cái cái tỷ lệ thất nghiệp bây giờ nó là còn bốn chấm mấy là quá kỷ lục. Mà khi mà kinh tế phát triển, stock lên, công an việc làm lên, mọi chuyện đều ấy hết. Là tại người, người ta, ta để dành tiền được. Là người ta phải đi mua nhà để người ta trừ thuế. Ừ. Mà có thể là cái chuyện mà ngày xưa mình mua nhà cái tiền lời á là được trừ thuế, thì ông Donald Trump ông có thể ông giới hạn cái con số đó. Thí dụ ông bảo là maximum quý vị có thể trừ cái mỗi cái interest là 100 ngàn thí dụ vậy. Ừ. Thành ra anh chỉ trừ được tối đa là 100 ngàn. Chứ còn nếu trên 100 ngàn, ví dụ anh trả mỗi cái insurance tới 120 ngàn đi thì có anh cũng chỉ trừ được 100 ngàn thôi. Tôi không biết là con số là bao nhiêu. Thì đợi ông Donald Trump làm tổng thống thì nó mới nói cái chuyện đó. Nó làm cái chuyện đó thì nó, nó, nó ảnh hưởng như thế nào. Thành ra những người thật là giàu á, mua cái nhà cả triệu thì cái mỗi interest mỗi interest của người ta cao nhưng mà khi mà ta giới hạn tức là cái tiền đó cái người giàu không được trừ thuế nữa mm. phải đi đóng thuế thành yeah. ra nó giúp cái middle class ở chỗ đó tại cái đó là affect cái middle class thành ra những người giàu ví dụ như tội vạ gì tôi có tiền tôi mua nhà đất tiền tôi trả tiền lợi thật nhiều nhưng mà tinh công tôi nhiều tôi trừ thuế nhiều mm. thì bây giờ là người ta sẽ nghĩ rằng là ông Donald Trump ông sẽ bàn đến cái chuyện mm. là limit cái mỗi interest Interest deduction. Wow. À, bên cạnh đó những cái tin tức liên quan đến tài tránh thị trường đều thấy có lợi cả. Bởi vì với cái chính sách của ông Trump mà chống lại Trung Quốc và yêu cầu giảm thuế để giữ các công ty ở lại nội địa này, tôi đọc thì thấy nhiều công ty Mỹ mà đã làm ăn với Trung Quốc trước đây hoặc là ở ngoại quốc, á, họ đang có khuyên hướng muốn trở về Mỹ đây Đúng. để hưởng được cái thuế suất thấp. Và như vậy đó, thêm vài triệu công ăn việc làm sẽ được tạo ra ở Mỹ. Thì ông Donald Trump ông nói là ông sẽ giảm cái corporate tax xuống còn 14% là như à, vậy. Tại thấp. vì ông bảo là thay vì dùng đánh thuế nặng như yeah. corporation thì dùng những cái tiền thuế đó tạo công ăn việc làm mm. cho người Mỹ. Thành ra người ta bảo là cái đó là một cái stimulus mm. economy. Để nó kích và kích nếu điều đó xảy thế. ra trong vòng 4 năm tới nữa đó thì thị trường địa ốc lại tiếp tục sôi động nữa vào không anh? chưa kể là mướn một cái người làm Goldman minh làm bộ trưởng bộ ngân khố Hoa Kỳ nữa. Thành ra nhìn mình nhìn thấy cái nội các của ông Donald Trump ừ. thì mình biết là cái hàng priority hàng đầu của ông là kinh tế, tạo công an việc làm. Tạo công an việc làm là là kinh tế là số 1. Yeah. Cái thứ hai á là ông sẽ repeal một số những cái ừ. chương trình Obama yeah. thì ông sẽ kiểu như là ngày xưa mình ở California mình chỉ được mua những cái hãng bảo hiểm y tế ở California thôi. Ừ. Ông có quyền mình không được quyền sang tiểu bang khác mình mua cái bảo hiểm Obama cho người ở Cali. Bây giờ ông sẽ oh. định ông sẽ làm cái đó tức là mình có quyền. Chỗ nào shop. rẻ chỗ nào rẻ Đúng. thì mua chỗ nào rẻ thì như thì... vậy thì các hãng bảo hiểm họ sẽ có quyền bán ở California. Đúng mà ta tạo ra cạnh tranh tạo ừ, cạnh tranh thì giá rẻ. Tốt thành ra, ừ. thành ra cái, cái người mà đi mua obamacare người ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn và người ta có thể đi shop ừ. và cái thứ ba nữa là ông định propose là những cái tiền premium mà mua obamacare được trừ thuế ừ. còn bây giờ là không được trừ yeah. chịu chết đó wow, ra. nếu mà cái premium mà được trừ thuế thì đỡ lắm thì nghĩa là mình đâu có sợ nữa yeah. còn thì bây, bây, bây giờ là giờ là cái net income mình phải trả đi Đúng. thành ra dạ. vì mình trả đi như vậy thành ra cái nó gọi là disposable income của mình nó thấp thành ra còn tiền đâu mà đi xài ấy nữa, hoặc là Hình mua ra, nhà đó thì vừa vậy, thành ra nó nó không có kích thích được cái nền kinh tế là vậy. Bây giờ mua không nổi cái nhà 600 trăm ngàn mình mua cái condo được mày, thì lấy nhiên là mua không nhà cũng nổi thì phải đi mua cái thau condo hoặc là thau hôm. ý tôi nói là nên mua hay là chờ đợi hay như thế nào? thì tôi lại nói lại cái 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 điều mà tôi khuyên ừ. thì nên mua chung, mua chung nó tốt hơn. À, bây giờ không có chung thì sao? Thì không Một chung không thì được. phải mua tao hôm vậy Mà mua tao hôm được nữa thì phải xuống mua bồ hôm Nhưng mà theo anh thì mua cái gì đó Mua cái gì đó Chứ đừng có thuê nhà nữa Tại vì giá nhà bây giờ cũng rất là đắt rồi Mà khi mà giá nhà đắt á Thì bây giờ mình cố gắng mình chung vô đó Thì cái mỗi cái thuê mình nó ít đi mà ừ, được trừ thuế nữa yeah. thành ra cái cái strategy bây giờ là nên mua chung nếu mà không không afford nổi cái khuyên hướng đó anh cái giá nhà cho thuê nó sẽ tăng nữa sẽ dạ. tăng rất đều anh. bây giờ nó đã tăng rồi yeah. nó đang tăng rất ừ, nhiều ừ. rồi thành ra nhiều người mà sẽ tăng đều thành ra rồi. eventually ấy, là người ta sẽ nói là không có afford nổi đúng thành ra vì lý do đó ở trên los angeles ừ. uh, cao ti đó, cái yeah. với lại thành phố đó, ừ. nó có cái uh, proposition mà nó bảo là mỗi người dân đóng thêm một phần trăm thuế nữa để lấy cái một phần trăm thuế đó giúp cho những người homeless. Wow! Ừ. Mà nếu mà anh có dịp mà anh đi vuông xuống Santana mà ngay cái gần những cái chỗ mà Rick cọt đinh ấy đó, là có người homeless ngủ đó tự nhiên không ai đuổi hết. Ngay trong uh, ngay trung tâm anh Civic Center, center đó. đó. Civic Center Ở đó là hai lần mà ta thấy là bây giờ họ họ căng màn họ che cho cái người homeless Đúng. nữa ngủ luôn họ tại. sống ngủ ngay đây ngủ ấy, đó luôn, Bây yeah. giờ đuổi người ta đi đâu ta nhà có Santana ở. là đất mà thuê đắt nhất bây giờ đúng ở Santana anh bây giờ người ta ở đâu người mẹ thành ra bây giờ, giờ nghĩa là phải cho người ta ở vậy không lẽ gì chính phủ ừ. bởi vậy giờ trên dưới lót người ta có cái one percent sale tắc để người ta giúp ừ. homeless anh nếu mà mình không mua được ở quận Cam thì mình có mua ở ngoài hay là như thế nào thì uh, tôi có là một là vài người có vài người người ta bảo là Bây giờ mua đây không nổi nữa, thì yeah. ta đi hơi xa. Xa, xa, ta đi hơi xa. Thì bây giờ cũng có tin mừng là cái phi figure 91 đó, khúc mà phía xa xa, gần khu 15, đó, nó cũng expand ra. Ừ. Tại vì ừ. giờ cái chỗ đó là kẹt xe, lúc nào cũng kẹt xe. Đông người ở quá, thành ừ. ra người ta đã đi xa cái đó rồi. Yeah. Thì ngày xưa mình nghe thấy Riverside là mình sợ lắm. Đúng. Mà bây giờ nó là kẹt xe dưới đó. Ừ. Thành ra, tức là chứng tỏ là những cái vùng ở dưới này, đắt quá người ta không mua nổi người ta phải xuống dưới đó có cái tin liên quan đến quận San Bernardino phá sản anh và tòa mới chấp thuận để tái cơ cấu tài chính thiếu 45 triệu Mỹ Kim và bởi vì họ nói cái tình hình đi ốc nó bị sụp năm 2008 khiến không thu được người ta bỏ nhà nhiều quá đây cũng là cái khuyên hướng tốt nếu mà muốn đi tìm được và ở San Bernardino thôi dạ vâng thì nói tóm lại thì bây giờ là chỗ nào mình không mua được thì mình phải đi xa, à. trước hết mình phải chấp nhận đi xa các đã, ừ. rồi thứ hai nữa là mình chấp nhận đi xa đó là mình cũng phải lựa cái khu, tại những cái khu mà xa xa như vậy nhiều khi tốt, có nhiều khu nó không có tốt, yeah. hiểu không? Ừ. thành ra mình cũng phải nên lựa cái khu nó tốt yeah. tốt một chút, trong khi đi xa mình đã đi xa rồi mà cứ không tốt thì ừ. mấy mốt mình ở mình cũng khổ lắm, tại mình bán nó rất là khó. Như vậy thì lỡ đi xa thì đi thật xa luôn anh sang Tampa Florida. <laughs> Tại vì mới đây tôi đưa ra một cái cái chương trình mà họ nói là có những thành phố mà với mức lương 50 ngàn tới 70 ngàn anh sống đế vương. Họ dùng chữ royalty, đó, đế vương luôn. Bởi vì cuối cùng trừ ra lợi tức hết tất cả, tính ra cái tỷ lệ anh, anh chi ra 30% lợi tức của anh thôi. Vừa tiền nhà, vừa các sinh hoạt luôn. Đó. Có nhiều người ta ở bên Boston á, mà ngoài ngoài một chút. Thì cái nhà đó tôi thấy nó cũng có khoảng bốn trăm mấy à Ừ, nhưng đúng mà sông xa quá thì... còn thêm khí hậu tốt mùa hè thì nóng xíu đúng. thôi nhà có một trăm tám hai trăm ngàn à. thôi anh dạ yeah. thì nhưng mà tại vì mà có có việc phải, làm có, cần nhất là có cái việc làm yeah, có việc làm thành ra anh nhìn thấy những cái cái cái, cái, situation như này ấy, là tương ừ. lai là cái vùng midwest là có job nhiều lắm yeah, đúng vậy họ cali họ nha là khổ Tại yeah. vì đi bầu Hillary Clinton màu xanh nhiều quá Ông <laughs> Donald Trump chắc không giúp Vâng và đó là phần trình bày địa ốc ngày hôm nay của anh Donald Trần Quý vị có thể liên lạc với Magic Co. tọa lạc ở ngã từ Euclid và Edinger Cho bất cứ các dịch vụ liên quan đến địa ốc bán cũng như mua nhà Cảm ơn anh Donald Trần rất nhiều Cảm ơn anh Hoàng Trọng Trị và một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị